Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cù Bờm TV Điện Máy Trong Quê. Hôm nay thì bên em về được số lượng rất là lớn những cái kính hàn điện tử các bác nhé. Thì cái con kính hàn điện tử này thì nó có mã là TX012S các bác nhé. Đây là cái bản nâng cấp của cái bản TX012. Đấy, thì với cái kính hàn điện tử này thì các bác sử dụng thì nó rất là thoải mái. Đấy, đeo rất là gọn. Đấy, và cái thứ ba nữa là nó là một trong những cái dòng sản phẩm mà nó có cảm ứng cực kỳ nhạy các bác nhé. Đấy, chúng ta chỉ cần dơ màn hình điện thoại lên thôi là cái này nó đã cảm ứng rồi. Đấy, nó đã cảm ứng được rồi các bác nhé. Đấy, thì cái mẫu là TX012S này thì toàn bộ cái kính meca bên ngoài này nhá. Đấy, cái kính meca bên ngoài này nó là một miếng. Đấy. Đấy, và có thể tháo rời ra được nhá. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác để nguyên như thế này cũng được, hoặc các bác bóc cái lớp giấy bóng xanh xanh này đi. Đấy, cũng được nhá các bác nhá. Đấy, bóc cái lớp giấy bóng xanh xanh bên ngoài bảo vệ cái kính meca này đi cũng được, hoặc để nguyên như thế này cũng được các bác nhá. Đấy, thì đây, đấy, khi mà chúng ta đeo vào thì nó như một cái mắt kính thời trang bình thường thôi các bác nhé. Đấy, nó như một cái mắt kính thời trang bình thường thôi. Đấy, và nó sẽ có tặng cả cái dây đeo nữa các bác nhé. Đấy, dây đeo này chúng ta quàng qua cổ. Đấy. Đấy, kính thì thiết kế là rất nhỏ gọn. Đấy, đẹp. Và nó là một cái những cái dòng sản phẩm hiện nay bán cực kỳ chạy trên thị trường các bác nhé. Đấy, bởi vì tính năng của nó rất ưu việt. Đấy, thứ nhất là cái độ nhạy, cái độ cảm biến của nó cực kỳ nhạy luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần dơ cái màn hình điện thoại lên thôi là cái kính này nó đã cảm ứng được rồi. Đấy, còn khi mà các bác chẳng hạn như các bác đeo vào để các bác hàn xì ấy thì các bác yên tâm là đeo xong, kể cả đeo 1-2 tiếng, chúng ta bỏ kính ra chúng ta nhìn không phải nheo mắt một tí nào luôn. Đấy, cái tác dụng của cái kính hàn điện tử nó như vậy, cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Đấy, thì nhân tiện đây thì em cũng đã tháo sẵn một cái kính ra để cho các bác xem cái ruột gan. Đấy, cái nội thất bên trong của cái kính này rồi các bác nhé. Đấy, em đã tháo sẵn rồi. Thì cái kính này nó sẽ có hai bộ phận nhé. Một là cái bộ phận kính và hai là cái phần mạch điện tử. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây là cái kính này này. Đấy, ngoài cái tấm kính của kính điện tử này ra nhé thì nó còn một cái lớp kính nữa, coi là sẽ có hai tấm kính ở đây. Sẽ có hai tấm kính ở đây các bác nhé. Đấy, một cái tấm kính của cái kính ra và một cái tấm kính bảo vệ nữa. Đấy, là sẽ có hai lớp kính này. Đấy, bảo vệ cho các bác khi mà chúng ta hàn thì tuyệt đối là an toàn này. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai này, cái phần mạch điện tử đây. Đấy, phần mạch điện tử của nó đây. Và nó sẽ có thêm hai cục pin nữa các bác nhé. Đấy, có thêm hai cục pin. Đấy, hai cục pin này có tác dụng là nó sẽ lui cái mạch này để cái mạch này hoạt động. Đấy, và khi mà chúng mạch hoạt động nhá thì khi mà chúng ta hàn này, đây, có thêm hai cái viên pin. Đấy, viên pin này là pin năng lượng mặt trời, nó sẽ lại tự sạc các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ lại tự sạc vào hai cái viên pin nhỏ này, khi mà chúng ta hàn ấy nó phát sinh ra tia hồ quang. Đấy, chính là ánh sáng mặt nó thay cho như là ánh sáng mặt trời đấy. Đấy, thì hai cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó sẽ tự nạp điện vào hai cái cục pin nhỏ này. Đấy, và nó sẽ nuôi cái màn hình này. Đấy, thì khi mà chúng ta hoạt động trừ khi chúng ta để quá lâu thôi, chứ còn chúng ta mà cứ hoạt động thường xuyên thì đảm bảo cái này sẽ không bao giờ bị hết pin các bác nhé. Đấy, thì cái bộ sản phẩm kính hàn điện tử TX012 này, mã 012S này, thì hiện tại bên em là hôm nay về số lượng rất chi là nhiều. Đấy, và cũng tri ân giảm giá cho các bác thôi. Thì giá ngày hôm nay các bác đặt hàng thì bọn em sẽ để cho các bác một mức giá là 220.000. Đấy, bao ship về tận nhà cho các bác nhé. Đấy, các bác nhận hàng các bác được kiểm tra hàng và được test thử hàng đầy đủ trước khi thanh toán. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em theo hai số điện thoại em để phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé.